với các thành viên trong Sinh Đấu Team lại là ta, Khứa Đầu Bò đây. Lại là Khứa Đầu Bò kìa mọi người, ra coi kìa, các bạn có nhớ Khứa Đầu Bò này là ai không? Đây chính là chồng mà hay tổ chức mấy cái cuộc thi trong làng Sinh Tố đó mọi người à. Không biết hôm nay ông làm gì là đây? Trò gì ở đây ông Khứa Đầu Bò? Ơi. Hôm nay sẽ có một thử thách mới dành cho các ngươi hả? Cái gì? Lại thử thách gì nữa dạ? Đó chính là thử thách ai chạy nhiều bước chân nhất thì sẽ giành được 1 triệu đồng. Cái gì? Và đằng sau chúng ta chính là số tiền thưởng dành cho người chiến thắng. Và thử thách sẽ kết thúc vào 12 giờ đêm nay. Khi đó người nào có số bước chân nhiều nhất sẽ giành được số tiền thưởng của ta. Bây giờ thì ta như đó. Ôi, ba đã khứa rồi, ôi, ông đi luôn rồi, trời ơi, lẹ quá thì trời đất ơi. Ui, vậy là hôm nay chúng ta có một thử thách mới đó các bạn. Đó chính là thử thách ai có bước chân nhiều nhất. Mọi người đi, bên phải chúng ta có cái bảng gì kìa. Đúng rồi các bạn, trong đó có tên Huy Nấp Jack Vienna Bimatoga. Ui, hình như đó chỉ là cái máy đếm số lượng bước của chúng ta đó mọi người ơi. Chơi cân bằng nha, phải công bằng nha. Bây giờ hả, đi xa cho nó bằng nhau. Tại vì siêu nữa sau khi kết thúc trò chơi, ai có số lượng bước nhiều nhất, người đó sẽ giành được số tiền là 1 triệu đồng kìa các bạn ơi. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu di chuyển nào. Nhanh lên, chúng ta phải cố gắng chạy thiệt nhanh để mà chúng ta có thể hả lấy được nhiều số bước nhất có thể. Rồi có vẻ những cái số bước nó đang bằng nhau và nó đang nhảy kìa bạn ơi. Trời, nó nhảy lên nhảy xuôi, cố lên, chạy nào, cố lên nào các bạn, để chúng ta có thể lên top. Nhanh nào kìa. Ôi, mọi người sao dắt lên lẹ quá vậy? Cái gì vậy trời ơi, dắt đạp xe đạp luôn hả? Đúng rồi, được chứ. Dắt nó đã bỏ xa tụi mình luôn, bây giờ mình cuối bảng luôn rồi kìa mọi người. Chúng ta mới có 210 mấy, trong khi mọi người rất là cầu. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây chúng ta có thể được nhiều bước chân hơn đây? Các bạn biết cái gì thì comment ở dưới để giúp cho Tô Gà với nha. Mọi người lên cao quá rồi kìa. Có mấy con ngựa hả? À, mình có ý này nè các bạn ơi. Nếu như mình cưỡi ngựa thì sao vậy? Được rồi, để mình lên con ngựa này thử coi. Để xem một lần mình bước sẽ được bao nhiêu đây. Wow, tôi tăng nhanh quá trời kìa coi. Wow, tôi vượt quá chị nó bi luôn rồi và tôi vượt qua cả Huy Nấp luôn rồi. Wow. Rồi, xe đạp của Jack mà sao bằng tôi được? Mình sắp vượt được Jack rồi. Jack ơi, hello. Ôi, không có hello gì chứ. Không có kệ vậy chứ các bạn. Nhìn kìa, tôi sắp vượt được Jack rồi. Tôi vượt được Jack, tôi lên top 1 luôn rồi. Wow. Trời ơi, đúng rồi. Con ngựa một lần nó bước lại lên lên không cho chị nó bi lên đâu đi cho ai cho chị nó bi lên 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 gọi gọi luôn. Tôi vượt xa luôn rồi kìa mọi người ơi. Kiểu này là chị nó bi thua chắc rồi. Ok, tiếng nẹt bô đâu đây? Ui, mọi người có nghe tiếng xe của ai không vậy? Cái gì vậy? Đã đến lúc Huy Nấp ra tay rồi. Huy Nấp nó chơi lên mô tô luôn rồi kìa mọi người ơi. Nó tăng lẹo quá vậy. Nó tăng lẹo quá rồi kìa. Ôi ơi, trời đất ơi, nó chạy nhanh luôn các bạn ơi. Mình phải rượt tao nó mới được. Ôi, các bạn ơi, Huy nó đã lên 1000 bước luôn rồi. Bây giờ chỉ có chị nó bi là chạy bổ thôi. Trời đất ơi. Nhưng mà nếu như vậy Huy Nấp nó sẽ chiến thắng mất. Huy nó chạy nhanh quá, nó bỏ xa tụi mình luôn kìa. Trời ơi, chạy lẹ quá vậy. Vậy hả? Cái gì? Nabi khùng lên rồi hả? Vậy mày tới nè. Hả? Cái gì? Cái gì? Wow, chị Nabi chạy kia ơi, chị Nabi ơi. Ôi, Nabi đang tăng lên kia các bạn ơi. Chị mà lẹ quá vậy. Ôi, chị Nabi leo lên top. Chị Nabi sắp vượt top Huy Nấp luôn rồi. Trời, các bạn nhìn kìa. Mình không thể ở top cuối được. Chạy đi ngựa ơi. Chạy ra, chúng ta phải đua top nào. Chị Nabi chạy tới xe ô tô luôn rồi. Chạy lại. Bây giờ mình mà cứ tiếp tục như vậy thì chị Nabi sẽ thắng mất các bạn ơi. Ở đây nó có bán mấy cái thứ gì nè các bạn. Đầu tiên chúng ta có một cái chai thuốc gì đó với giá 10.000 đồng. Sau đó là một đôi giày bà tinh với giá 50.000 đồng. Và một cái tên lửa với giá 100.000 đồng. Nhưng mà bây giờ mình đâu có tiền đâu mà mua mấy cái thứ này. Nhưng mà tôi nghĩ mấy cái thứ này nó có thể giúp mình chạy nhanh hơn đó các bạn ơi. Ui, hình như có một số tiền nó vừa rớt ra khỏi cái này hả? Chúng ta lượm được 10.000 đồng nó rớt ra từ trong này. Chắc không ai biết đâu, nhảy ra được rồi. Vậy bây giờ mình sẽ dùng 10.000 đồng này để mình mua cái chai thuốc đầu tiên với giá 10.000 các bạn. Mình mua được rồi, đây là cái gì đây? Thuốc tốc độ à? Wow, uống cái này vô một cây mình sẽ được chạy nhanh hơn. Để tôi chạy thử coi. Chạy tôi chạy nhanh chưa? Và cái tốc độ của tôi nó đang tăng lên rất là lẹ luôn kìa coi. Nhìn nè. Hello mọi người. Tất nhiên rồi, Tô Gà đã có một chai thuốc tốc độ và Tô Gà sắp vượt được cả Huy Nấp rồi. Tô Gà vượt Huy Nấp rồi. Chạy đi.
ơi, chạy đi kiếm thêm tiền các bạn, tại vì bây giờ cần tiền chúng ta mới có thể mua được cái hả cái những cái món đồ tiếp theo. Đằng kia có ai vậy? Cần giao hàng hả? Ui, hình như ở đây có một cái nhiệm vụ gì đó nè mọi người. Cần giao hàng và phí giao hàng là 50.000 đồng. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Ui, mình nhận được cái hàng rồi nè mọi người. Được rồi, bây giờ chúng ta phải đi giao hàng, nhưng mà đi hướng nào bây giờ? Ui, hình như nó có cái mũi tên để chỉ hướng cho mình nè mọi người. Mình sẽ chạy theo để đi giao hàng thôi nào. Let's go. Làm người giao hàng chúng ta vừa có thể kiếm tiền mà chúng ta vừa có thể chạy được. Hình như chúng ta sắp tới rồi đó mọi người à. Chúng ta giao hàng ở đây có một căn nhà này, coi mũi tên nó chỉ vô đây đúng rồi. Bây giờ mình tới đây, sau đó mình sẽ đặt cái hàng này xuống trước cái căn nhà này thì chúng ta sẽ nhận được đó là 50.000 tiền thưởng. Và bấm chuông nè, có ai nhà không ra nhận hàng đây. Đây chính là tiền của chúng ta này. Cảm ơn nhiều nha. Chúng ta sẽ mua đôi giày ba tinh hồi nãy trong siêu thị thôi nào. Let's go, let's go. Chúng ta đã đủ 50.000 đồng để chúng ta có thể mua được đôi giày ba tinh. Và khi mình mang nó vô, tôi nghĩ cái bước chân mình nó sẽ tăng lên rất là nhanh đó mọi người. Trời ơi, tôi mua được đôi giày ba tinh rồi nè mọi người. Nhìn nè, wow. Đây, tôi trượt rất là lẹ luôn vậy. Wow, và số của tôi nó lại tăng lên nữa kìa. Wow, nó tăng lên. Ui, tôi sắp vượt được chị Dabi luôn rồi mọi người. Nhìn nè, wow. Hello mọi người, hello mọi người. Chị Nabi chạy ô tô cũng không lại tôi gạt trượt ba tinh. Tại vì tôi có một đôi giày ba tinh dưới chân mình nè. Nhìn tôi nè, tôi chạy một vòng cho mọi người coi nè. Hai, chạy nhanh chứ coi. Tôi có thể chạy quanh làng xin tố với tốc độ rất là nhanh luôn nè mọi người ơi. Hello mọi người, tôi trở lại rồi. Tôi chạy xung quanh một vòng làng xin tố và tôi đã lên tới 6.700 bước luôn rồi nè mọi người. Ôi giời, xe nó bị hết xăng luôn rồi kìa mọi người ơi. Còn Huy Nấp đang làm gì? Huy Nấp đang chạy máy chạy bộ hả các bạn? Đúng rồi, Huy Nấp chạy máy chạy bộ để Huy Nấp có thể tăng bước chân nhanh lên. Còn dắt đâu rồi? Tôi đang lái chiếc xe lăn này thì còn nhanh đây. Cái gì dắt lái xe lăn để chạy nhanh luôn hả? Sao mọi người có thể nhanh bằng đôi giày ba tinh của tôi được mọi người à? Nên là chịu thua đi mọi người. Cái gì cơ? Còn tao lái tàu hỏa tới chơi với mày luôn nè. Cái gì cơ? Tôi đã biến chiếc xe lăn thành chiếc xe ngựa rồi nè. Ôi trời ơi, mọi người bình tĩnh lại, chạy nhanh quá vậy. Mình không thể thấy tôi như vậy được. Tao vượt qua mày rồi. Huy nó chạy tàu hỏa, nó vượt qua mình luôn nè. Nabi vượt qua tôi luôn rồi kìa coi. Không được rồi. Chết rồi các bạn. Huy nó lên 11.000 luôn các bạn. Với cái giày ba tinh này làm sao mình chiến thắng với thử thách này bây giờ. Chết rồi, giác nó cũng sắp được tôi luôn rồi. Chết rồi, bây giờ sao? Trời cũng sắp tối luôn rồi cho ai, không lẽ nào mình thua Bi hả? Tỷ số là cuối bảng sao? Tò tí tê sắp thắng rồi. Chị cũng không chịu thua đâu. Cho. Lên đi nào, chung ngựa của ta, tiến lên. Chỉ còn một cơ hội cuối cùng để mình có thể lật kèo, đó chỉ là mình sẽ phải mua cái tên lửa này thôi các bạn ơi. Nhưng mà nó có giá tới 100.000 Việt Nam đồng, nên là bây giờ làm sao để mình kiếm được số tiền đó? Bây giờ suy nghĩ cách nào các bạn, làm sao để kiếm được 100.000, làm sao để kiếm được 100 nào? Nhanh lên, chúng ta phải nghĩ cách lẹ lên. Bây giờ phải làm sao để kiếm được số tiền? Cái gì? Ôi sao có một tên cướp bỏ chạy? Ôi có chuyện gì vậy chú cảnh sát ơi? Tên kia chính là tên cướp ngân hàng mà hắn ta chạy nhanh quá nên ta không bắt kịp. Vậy chú cảnh sát có để con, tại vì con chạy rất là nhanh luôn. Đi nào các bạn ơi, đi nào đâu rồi tên cướp kia, đứng lại cho tao. Mình chạy nhanh quá nè các bạn ơi. Làm gì mà chạy nhanh như vậy? Ôi ta sẽ bắt ngươi cho tao hả? Đưa lại cho cảnh sát này. Được rồi, bây giờ mình sẽ bắt nó rồi. Hay chưa? Được rồi, bây giờ mình sẽ đem tên cướp ngân hàng này về trả cho cảnh sát các bạn ơi. Đúng là chạy nhanh cũng là một lợi thế à mọi người. Được rồi, chạy về. Chú cảnh sát ơi, đây rồi nè. Cảm ơn cậu nhiều nha, phần thưởng của cậu là 100.000. Cảm ơn chú cảnh sát nhiều. Wow, mình đã có đủ tiền rồi các bạn ơi. Let's go. Bây giờ chúng ta sẽ dùng 100.000 này để mình vô mình mua cái tên lửa kia kìa. Nhanh lên. Boom, được rồi trời. Tôi đã mua xong hai cái tên lửa mà nó gắn vô đôi giày ba tinh của tôi luôn rồi. Được rồi, bây giờ để tôi kiểm tra thử tốc độ của nó xem thử nó có nhanh thật sự không mọi người ơi. Khởi hành nào. Wow. Tôi vượt top 2 rồi. Hello mọi người nha. Con số của tôi kìa, nó lên tới 100.000 bước luôn rồi các bạn ơi. Oh my god, chạy nhanh quá đi à. Tôi đã lên tới 1.000.000 bước luôn rồi các bạn. Trời đất ơi, ôi cái gì vậy? Ôi hình như trời tối luôn rồi. Ủa? Hết giờ dậy có nghĩa là tôi gặp là người chiến thắng rồi. Trời đất ơi, chạy muốn chết luôn. Trời đất ơi, thôi mọi người xui ơi, chúc mọi người may mắn lần sau nha. Và bây giờ chúng ta đã chiến thắng rồi các bạn ơi. Số tiền này là của mình rồi. Cảm ơn tôi.
bạn thích video này thì hãy tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người đồng xem tôi tìm nhé. Chúc mừng cậu nhỏ. Ôi, cảm ơn Khứa Đầu Bò nha. Hôm nay ông thấy tôi chạy có nhà lông, tôi chạy lên 1 triệu bước rồi đó, ghê chưa? Được rồi, bây giờ mình sẽ đập cái lồng này đi và lấy tiền thôi. Số tiền này là của Tô Gà TV. Ok, bye bye mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn trong một video khác nha. Tôi lấy tiền tôi đi chơi đây.